có thể bắt tiên, có cái bóng miệng. Không ạ. À không tối đâu. Không tối đâu. Không tối đâu. Ban tổ chức xin mời anh Phương Trường về đây để bình luận viên ạ. Xin mời anh Phương Trường ạ. Bóng ngoài sân, điểm hòa bình 2-1. Xin mời anh Phương Trường ạ. Cái đầu, cái đầu. Bóng ngoài sân, điểm hòa bình 2-0. Bóng ngoài sân, điểm cực kỳ 3-2. Cực kỳ không có. Có bóng ngọt, điểm hòa bình 3-0. Ủa đây sẽ là một bóng. Điểm cho là chuẩn hòa bình, chúng tôi bây giờ là 4-5. Chuẩn hòa bình các bạn. Bóng vào sân, tiếp tục thêm một điểm cho chuẩn hòa bình, chúng tôi bây giờ là 5-3. Mấy bóng hỏng rồi giờ điểm cho được vị trí bây giờ chỉ số bây giờ là 4-7. Bốn trọng tài nữa. Tiếp tục thêm một điểm nữa, điểm bây giờ là 6.
6 năm nay của trưởng thủ binh điểm 7 rồi bóng ngoài sân rồi điểm cho đội Hòa Bình chỉ số bây giờ là 10-7. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếp tục đưa vào điểm với các tuyển thủ chính. Đó bây giờ là 4-1. Mình tin không bóng. Bóng ngoài sân, tiếp tục đưa vào điểm với các tuyển thủ chính. Đó bây giờ là 5-1. Con sung ơi, má ơi, con sung tám ấy. Đó cũng có đấy, sao nhỏ không hay không? Một cái tiếng chuyển cho của Hòa Bình 2-5. Tiếp tục một pha bóng qua ba lưới cho điểm cho thành viên thứ 2. Rồi, vượt qua. Bóng qua ba lưới, điểm cho thành viên 7-2. Một bóng đi. 7-3. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đội tuyển Hoa Vinh xin được vũ khí lần một của xếp hai. Xin thông báo cho tất cả các đội là tiếp theo sau là đội Tân Yên Tán gặp Quang Trung, còn tiếp nữa là Tân Yên Chín gặp Thi Đua, cuối cùng là đội Nam Quang Trung gặp Tân Yên Tán. Trận cuối cùng là đội Nam của Quang Trung gặp đội Nam của Tân Yên Tán. Xin thông báo cho tất cả các đội để chuẩn bị. Đã hút rồi, một đấu bắt đầu, để chúng ta bóng. Bóng ngoài sân, điểm cho Hòa Bình, 7-12. Bóng không vào lưới, điểm cho Bình Dương 13-7. Bóng ngoài sân, điểm cho Bình Dương 8-13. Rồi, bóng không qua lưới, điểm cho Bình Dương 14-8. Ba vào giỏ thành công của cầu thủ số 10 đội tuyển Hòa Bình, điểm cho Hòa Bình 14. Vẫn còn à, cú bóng rất tốt của cầu thủ Vũ Đội. Còn các bạn, trận đấu thế này. Bóng không có lưới, cùng điểm cho Việt Trì. Trận đấu bây giờ là 15-9. Pha phát bóng rất tốt. Tiếp tục thêm một điểm nữa cho Việt Trì 16. Đâu cái đâu ấy. Bóng không qua lưới, điểm cho Bình Dương 17. Hai cầu thủ có điểm như nhau. Bóng ngoài sân điểm cho Bình Dương, điểm số bây giờ là 18. Quả đấy không còn này bạn. Ba bảo gốc thành công của cầu thủ Như tiếp tục thêm một điểm nữa cho cầu thủ 19. Giáo viên rất tuyệt vời và cứu bóng của Vũ Đội rất tốt. Cầu thủ hiện tại bản báo kia
chuyển đấu cho này các bạn ạ. Rồi vẫn còn đấy, tốc hơn để cho mình 10, 19. Cổ động viên Hòa Bình đâu? Không, có nghĩa là bật hết cỡ lên để xem bật được lên bật mặt đất. Phải mặt đất ở ban phân. Đâu ấy. Nhưng mà bật mặt đất ở ban phân, nếu mà cứ đứng không, không được. Không, rồi, vẫn còn, đấu cho này không ạ? Đây em bật rồi. Trọng tài bắt lỗi vị trí của tuyển thủ đi.
điểm cho Hòa Bình. 4-2 của đội bóng. Yêu lắm quê mình ơi, ai đến thăm một lần mai cho lòng thêm vấn vương. Xuân hương xuân hương nghe sâu nặng vô cùng, xuân hương ơi xuân hương nghe trăm thương ngàn nhớ. Nhớ xuân đình giếng nước, nhớ mây nhịp cầu mây, nhớ nhớ cánh cò bay trao nghiêng trên cánh đồng, ngồi bên gốc cây đa chưa nắng hè oi ả mà nghe tiếng chim ca trong nắng hè bay.